Tên là Tống Ngọc Long, năm nay là em 34 tuổi. Tống Ngọc Long, dạ. 34 tuổi. Còn hiện tại thì em đang làm bên bất động sản. Em là gốc ở Ninh Bình, làm việc ở Hà Nội. Em mới vào đây được từ đầu năm. Gốc Ninh Bình, làm việc Hà Nội. Dạ. Rồi tự nhiên sao mà vào đây? Trước đây em làm bên du lịch. Khi mà đợt dịch nó đến thì ngành du lịch nó cũng bị đóng băng. Ừ. Em có cái duyên cũng như có cái cơ hội vào trong này thì em xác định lập nghiệp, sinh sống ở trong này. Rồi làm bất động sản là làm gì? Làm tư vấn bất động sản. Tư vấn, môi giới tư vấn? Tư vấn. Tư vấn hay là có môi giới không? Tư vấn ạ. Tư vấn cho người ta để ta biết ta mua gì, đầu tư đúng gì ạ. Đâu phải không? Đúng ạ, nếu mà chị Cát Tường có mua nhà hoặc là có người quen thì... Mà có nhà nào đang ngợp không thì hẳn chỉ chị nha. Nhiều nào, lắm ạ. Nhà nào mà đầu tư có lời á, chị đang kiếm mua bữa giờ mà chưa có. Tại giờ tiền nhiều quá không biết cất làm gì, em sợ cướp. Tiền nhiều quá không biết cất làm gì, em sợ cướp, sợ cướp. Từ ngoài đó vô đây rồi ở với ai trong này? Em ở với cả anh trai, hiện tại đang ở bên nhà bè. À, anh trai bên nhà bè, dạ, còn vâng, anh, ba mẹ thì vẫn ở ngoài kia. Vâng, ba mẹ ở ngoài kia. Nhà đông anh chị em không? Có một chị cưới chồng. Lấy chồng rồi? Dạ vâng. 34 tuổi, nhà đã hối lấy vợ chưa? Hồi hối cách đây lâu lắm rồi. Hối lâu lắm rồi ha. Rồi, chào em gái. À, chào chị Cát Tường. À, em tên gì? À, em tên là Hà Phương, tên đầy đủ Nguyễn Thị Hà Phương. Em năm nay 31 tuổi rồi. Rồi, dạ. Quê mình ở đâu Phương? Em quê gốc thì ở Hà Nam. Nhưng mà nhà thì đã di chuyển vào Bình Dương sinh sống được khoảng hơn 10 năm. Sống ở Bình Dương 10 năm rồi. Rồi mình đang làm công việc gì? Công việc của em hiện tại là trưởng nhóm mua hàng của một công ty Nhật. Từ Bình Dương chạy lên đây ghi hình hả? Dạ đúng rồi. Rồi em chạy từ Bình Dương. Đi xe máy hả? Dạ đúng rồi. Trời, giỏi vậy. Rồi xong rồi ghi hình xong chạy về. Dạ, em cũng có bà con ở Sài Gòn nhiều, thường xuyên. Trước đây em cũng có làm ở Sài Gòn luôn rồi. Rồi. Nãy em nói em bao nhiêu tuổi? Em 31 rồi ạ. 31, bên đây 34. Cái ưu điểm, khuyết điểm của em là gì cưng? Ưu điểm của em thì em là một người năng động, thông minh, chịu khó và rất là nhiệt tình, có khả năng giao tiếp. Hiện tại em về tiếng thì em chỉ có nói tiếng Anh, tiếng Nhật. Wow, tiếng Anh, tiếng Nhật, cái nào lưu loát hơn? Tiếng Anh lưu loát hơn ạ. Tiếng Anh lưu loát hơn, giỏi quá ta. Hồi xưa mình học cái gì ra cưng? Em học từ ngành quản lý đất đai. Trời ơi, đó, sao. Sao nãy giờ thấy trùng hợp nhiều quá vậy ta? Nghe cũng bên đây cũng hơi giật mình ha. Quản lý đất đai giữ lắm. Mấy cái chỗ nó cũng hơi ngộ ngộ ha. Thôi, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là cũng là năng động, cởi mở, biết lắng nghe, biết quan tâm. Em cũng rất là nghiêm túc trong chuyện tình cảm, cũng sẽ đến tuổi lấy chồng. Đến tuổi lấy chồng. À, đến tuổi lấy vợ nên là... Xác định lại đi, đến tuổi lấy chồng hay đến tuổi lấy vợ? Tuổi lấy vợ. Khuyết điểm của mình hơi hợp. Mình có cái tật xấu gì không? Có lẽ là hay quên. Đôi khi quá tập trung công việc thì hơi vô tâm một xíu. Tình trường, mấy mối tình rồi? 4 mối tình. 4 mối tình. Cái mối tình gần đây nhất là bao lâu? Mối tình gần đây nhất là khoảng độ 8 tháng. Mới 8 tháng trước, quen được bao lâu? À không, từ năm ngoái ạ. À. Vâng. Quen được 8 tháng. À, quen nhau được 8 tháng. Vâng. Là sau khi xong thì em mới vô đây. Vâng. Là cái bạn gái ở ngoài quê, Hà Nội. Hà Nội. Lý do sao chia tay? Bạn ấy sinh em 93, bọn em xác định tiến tới hôn nhân nhưng mà sau một thời gian quen khoảng độ 6 tháng xác định tình cảm chưa đủ. Tại chia tay mới vô đây hả? Không ạ. Chia tay xong nghỉ làm mới vô đây. À, chia tay nghỉ làm mới vô đây. Nhưng mà không hợp là không hợp nhau ở những điểm nào? Cụ thể là cách... bạn đó làm sao mà em thì sao? Như nước với lửa, mỗi người một ý. Ai nước ai lửa? Có lẽ là bạn ấy lửa đi, em nước. Còn em, tình trường mình như thế nào? Em không có kinh nghiệm nhiều quá về tình yêu. Em chỉ có hai mối tình, em có thể nói là nghiêm túc, hai bên sẵn sàng là đi đến với nhau. Mối tình thứ nhất khi còn làm ở Sài Gòn, em có quen anh ấy thì quen nhau một thời gian, cũng về thăm nhà, biết rõ về hoàn cảnh gia đình rồi. Nhưng mà sau đó thì sau một quá trình mà em tìm hiểu anh ấy thì phát hiện ra cái tật xấu của anh là hay nhậu nhiều. Nên là em đã quyết định là thôi. Cái này nhậu nhiều không? Dạ không. Sao tao nghe bên đây nhậu nhiều, bên đây cười dữ vậy? Hay nhậu nhiều, nên là em đã... Tôi tưởng đâu bợm nhậu chứ. Không có. Thế rồi... rồi em nói là hồi trước em có làm trên Sài Gòn là làm được bao lâu, mấy năm? Em làm được khoảng 6-7 năm rồi. Vậy hả? Dạ. Rồi sao mình không lập nghiệp định cư trên này luôn mà mình đi về dưới lại? Em làm công ty đó xong rồi, là cái công ty mà em làm chung với anh kia đó. Là em quyết định là chấm dứt quan hệ và cũng là nghỉ công ty đó luôn. Trời ơi, vậy là bên đây là vì tình mà chấm dứt luôn để muốn không có vương vấn gì nữa đó phải không? Dạ, em cũng muốn là di chuyển về gia đình để bố mẹ cũng muốn về gần nhà.
Rồi bây giờ giả tỷ mình mua một cái lương duyên mới, mà giả tỷ giờ người yêu của mình là chồng mình tương lai muốn lập nghiệp ở trên thành phố thì em nghĩ sao? Cái việc mà lên lại thành phố thì bây giờ thì em cũng không có vấn đề gì cả. Nói chung là người mình yêu thương ở đâu thì mình sẽ ở đó. Đất lành chim đậu, hợp lý. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Người bạn trai của em thì cô gái nào cũng mơ ước một người bạn trai mà cái hình mẫu đẹp. Và thêm nữa là em thì thích bạn trai cũng đẹp trai một chút, ngoại hình ưa nhìn một chút, cao hơn em, có tính cách hơi trầm lặng nhưng mà có sự tinh tế, có sự quan tâm, chia sẻ với em. Thế còn em muốn tìm một mẫu người bạn gái, người vợ tương lai như thế nào? Em thấy cái profile của bạn gái thì khá là phù hợp với cả những gì em tìm kiếm. Em cũng chia sẻ là em học đại học thương mại ở ngoài Hà Nội. Em có khoảng 4 năm đi du học bên Pháp. Nên em thích một người năng động, cởi mở, biết ngoại ngữ thì quá tốt rồi. Em mong muốn một người bạn gái ngoại hình thì cao ráo một chút, trên 1m6, cân đối một chút. Những cái phần còn lại thì bạn đều có hết. Nhưng mà quan trọng cái sự cân đối người ta có phù hợp với em không, không mới là quan trọng nha. Dạ, dạ, rồi, em làm hướng dẫn viên du lịch là trong nước hay có đi? Em làm bên khách sạn. À, bên khách sạn. Dạ vâng. Vậy là chắc cũng có biết ngoại ngữ đúng không? Dạ vâng, biết ngoại ngữ. Ngoại ngữ gì là chính? Em biết tiếng Anh và tiếng Pháp. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nhật. Giờ mình trao đổi với nhau vài câu đi, người nói tiếng Nhật, người nói tiếng Pháp thử coi. Rồi tôi dịch cho. Rồi tôi dịch cho. Ohayou gozaimasu shita. Ohayou gozaimasu. Hajimemashite. Watashi wa Phương to moshimasu. Bình Dương kara kamarimashita. Chotto yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Cái này không chịu quá. Trời ơi. Tôi tưởng nó thằng này nó giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, sao mở miệng nó tiếng Nhật? Không lẽ giỏi dữ vậy, biết luôn tiếng Nhật. Không hiểu gì hết hả? Dạ không, chỉ hiểu thôi. Vậy thôi nói tiếng Pháp đi. Tôi dịch rồi. Đó, bạn nó tên vậy vậy đó, là học vậy đó, làm việc vậy, chào bạn rồi. Bonjour Hà Phương, je me présente Long et enchanté de te connaître aujourd'hui. Je viens de Hà Nội et malgré même si tu es à Bình Dương, il n'y a pas de problème. La distance c'est pas le problème pour le vrai d'amour. Dạ. Em nhờ chị tường dịch lại. Bạn ấy tên Long, bạn đó làm việc ở ngoài Hà Nội. Bây giờ bạn đó vào trong này nè, nãy nói tiếng Việt rồi. Những mốt chương trình người ta chạy phụ đề, em làm khó chị nữa. Em có nói là dù em có ở Hà Nội và em vào đây làm việc hay là bạn ấy có ở Bình Dương thì khoảng cách nó không quan trọng. Quan trọng cho đó chứ. Dạ. Tình cảm. Có hình không? Có hình không? Hình của em á, em có không? À, em có. Em có hình không? Cho chị mượn coi. Hình gì làm sao ta kiếm ra mình trời. Thôi ok, coi hình đi, kiếm cổ trọng á. Ráng kiếm đi. Con anh đẹp trai nhất cái trọng á. Có gợi ý gì cho người ta không cô bé? Chứ cái hình em chụp hồi em đi học tới giờ này ai mà nhận ra được. Em là người trung tâm á. Trung tâm? Nào em tự tin quá rồi, để đó để tôi coi lại coi. Trung tâm mà trung tâm đứng với trung tâm ngồi nữa, em hỏi thiếu rồi. 2, 4, 6, 8 8 cô con gái, 8 con trai. Trung tâm có chưa em? Em chỉ đoán là anh này thôi. Anh nào? Anh đẹp trai nhất đó hả? Không để các bạn chờ đợi lâu thì Tường sẽ cho các bạn xem ngày hôm nay mình lựa có đúng không. Nhìn đi nha, có đúng không nha. Xin mời hai bạn nhìn về phía cửa trái tim. À, dạ chào anh. Anh chào em. Đoán đúng không em? Anh ngay đầu tiên luôn ạ. Hay quá hả? Em đoán là anh thứ hai. Anh nào? Anh mặc áo kẻ. Nhưng mà sai rồi, người ta anh ngồi ngoài bìa. À. Đúng không? Dạ. Còn em là sai bét rồi đó. Tặng quà đi. À, dạ vâng. Sao hai bên ai cũng tặng sách hết trơn vậy? Rồi mời hai bạn. Thực ra là cái này. Còn cái này là làm gì? Cái này em hỏi chị sau. Anh xin gửi em món quà. Dạ dạ. Em có cuốn sách này. Cuốn sách yêu kiệu, tuy cũ nhưng mà rất là giá trị. Anh cảm ơn Hà Phương. Rồi, ngồi xuống đi hai bạn. Dạ. Rồi sao tặng cuốn sách Tam Quốc Diễn Nghĩa chi vậy? Mấy phim Tàu hả? Chị, cái này À cái này tặng chị dạ, hả? Dạ vâng. Ồ,
nhập môn ẩm thực Nhật. Lý do tại sao, tôi hỏi tôi trước, lý do tại sao tặng chị cái cuốn này? Em thấy là những cái món ăn của Nhật thực ra nó rất là tinh tế và có rất là nhiều ý nghĩa như thế. Em ngưỡng mộ chị từ lâu. Rồi cái em tặng chị cái cuốn sách để nấu những món ăn Nhật. Bởi vì em thấy những cái câu chị nói ra đều rất là tinh tế và đầy ý nghĩa. À, là nó giống như đồ ăn Nhật vậy đó. Dạ. Cảm ơn em. Chị vốn đã mập rồi mà chị cũng rất thích ăn mì udon, mì ramen, mì soba. Chắc là em muốn chị tăng cân đây. Tặng cái cuốn sách Ta Âm Quốc Diễn Nghĩa là gì? Mê phim Tàu hả cưng? Em thì nói chung mê nhiều loại phim lắm. Em cũng thích xem phim. Tại sao tặng cuốn sách này có ý nghĩa gì? Em thấy nó là một cái tác phẩm văn học có giá trị. Với lại cũng rất nhiều người đàn ông thích đọc cái loại chuyện mà tăng có ý nghĩa này. Nên là em muốn tặng cho anh. Còn quà kia em mở thử xem. Cũng hồng rất đẹp ạ. Một cuốn sách Bếp Của Anh. Ủa cuốn sách nữa hả? Dạ. Sách gì? Bếp Của Anh ạ. Bếp Của Anh. Dạ dạ. Ý nghĩa của cuốn sách này là cái gì vậy em? Dạ đại khái là cái này nói về một câu chuyện một chàng trai. Ừ. Trước đây thì sống tự lập độc thân. Cuộc sống của chàng ấy suốt ngày ở hàng ở quán, không có lấy một bữa ăn gia đình. Sau đó thì chàng ấy tự nghĩ ra những cái món ăn mà vừa nhanh, vừa gọn, vừa kinh tế. Và mong ước của chàng ấy là một ngày nào đó kiếm được một cái mái ấm mà sẽ làm được những cái món ăn mà nó đầy đủ gia vị. Đây là một chàng trai rất là tinh tế nha. Thứ nhất là trong cái việc tặng sách ngày hôm nay, trên cuốn sách lại có một cánh bông hồng và mỗi cuốn sách đều nó có ý nghĩa hết. Và chị tin rằng em sẽ cảm nhận được những cái ý nghĩa mà anh gửi gắm. Đối với em thì em sẽ phải học nó, tại vì thực ra là em không có giỏi về chuyện bếp núc nấu ăn. Hay có gì cùng học cũng được mà. Mà anh nha. Thế để cành hoa lên để làm gì? Dạ. Để cành hoa lên để làm gì? Thực ra thì món ăn thì là để cho cuộc sống ấm no. Hoa thì nó là cái hương vị đại diện của tình yêu. Rất là lãng mạn em nha. Dạ, y như mình đang ở France, ở Pháp vậy đó. Một chàng trai rất là lãng mạn. Thưa quý vị, tự nhiên họ toàn tặng cho tôi và tặng bên kia những món ăn không làm tôi cảm thấy đói bụng rồi quý vị ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần ẩm thực. Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị hãy đón xem chương trình Hẹn Ăn Trưa nè, ghép đôi thần tốc trên ứng dụng NetLove, kết nối yêu thương. Mọi người thấy không? Món ăn đã được trình bày rất là bắt mắt nha. Đây là cái món heo massage. Wow, có những cái xôi nhỏ nhỏ rất là tinh tế. Và đây là món cơm cháy quê nhà hải sản. Wow, rất là bắt mắt. Mời hai bạn ăn ngon miệng và nhớ tâm sự trò chuyện với nhau nha. Tự nhiên nha, ga lăng lịch sự lên nha. Dạ, được. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ, em mời em. Dạ. Em có muốn thử một chút không? Dạ cũng được ạ. Cũng được hả? Dạ. Ok. Dạ, em có đây. Ok. Anh đến đây từ sáng, từ 10 giờ. Em đến đây là... Em cũng đến đây bằng anh. Đi từ dưới Bình Dương lên hả? Dạ, em từ Bình Dương lên. Ở khúc nào của Bình Dương vậy ạ? Em ở dưới Bến Cát ạ. À, Bến Cát à? Dạ. Anh thì cũng hay xuống Đồng Nai công tác. Dạ. Em mời em ha. Dạ, em mời. Nhà anh là ở ngoài, vẫn ở ngoài Ninh Bình. Nhà anh gốc Ninh Bình. Tức là nhà còn ba mẹ ngoài đấy luôn ạ? Thực ra thì nhà anh là ở Hà Nội. Bây giờ là bố mẹ đi về về. À. Trước đây thì anh ở cùng bố mẹ, khi vào Nam thì bố mẹ anh đi về về cả Ninh Bình, cả Hà Nội. Vậy là anh cũng có ổn định ở Sài Gòn rồi. Hiện tại thì anh đang ở nhà anh trai, nhà bác anh. À vậy ạ? À, bác là anh của bố đó. Nói chung là anh cũng có kế hoạch là ra riêng rồi. Ở quận mấy vậy anh? Ở nhà bè, rồi xa. Em hiện tại là đang ở với gia đình hả? Dạ, em ở với ba mẹ ở dưới Bình Dương luôn. À, có anh chị gì ở đó? Dạ, em thì có bốn chị em thì cũng ở dưới đó hết. Có mỗi một đứa em thì có đi nhập ngũ rồi. Ừ. Còn nhà anh à? Nhà anh là có mấy anh chị em? Có một chị. À. Ừ. Chị cưới chồng mà có con rồi. Dạ. Ừ. Chị anh định cư nước ngoài. À vậy à? Ừ. Nhà em thì có bốn chị em gái là sát nhau luôn. Cho nên là... Nói chung là bố mẹ cũng hơi lo nhiều. Tức là bố mẹ phải lo cho các chị em ổn định cuộc sống gia đình nhiều. Có một mình em đi làm ngoài thôi. Còn lại thì chị gái với em gái với em trai là sống chung với ba mẹ, là kinh doanh chung ở đó luôn. Ở tại nhà luôn hả? Dạ. Ba mẹ em vẫn còn, chắc là vẫn còn trẻ đúng không? Ba năm 7, mẹ em cũng 58. Thế cũng sát sát nhà anh. Dạ. Nhà anh cả bố cả mẹ đều sinh năm 55. À dạ. Mà gốc em Hà Nam cũng sát Ninh Bình mà. Cái hồi mà em ở ngoài quê á thì em không có được đi đâu đi đây đó nhiều.
nên em cũng không có biết nhiều nơi. Chỉ có cái đợt mà em gần đây em về quê á, sau 10 năm em về quê á, được đi mấy cái chỗ mà đi du lịch á, có đi qua Ninh Bình rồi, thấy Ninh Bình đẹp rất là đẹp. Đi Tràng An rồi đó anh. Tam Cốc em đi chưa? Tam Cốc thì em chưa qua. À không, chưa qua. Tràng An thì nổi tiếng rồi. Tràng An thì đẹp lắm. Em đi thấy phong cảnh rất là thoải mái, nhưng mà có điều là mình thấy mình đi nhiều, thích phong cảnh, nhưng mà khi mà em với cái cuộc sống ở nhà thì em không có hay đi nhiều, tại vì không có bạn, không có cái lý do để mình đi. Người hướng dẫn viên. Dạ. Nói chuyện tình yêu đi, đâu phải mình nói chuyện du lịch đâu. Dạ. Nghề nghiệp quá. Nãy giờ đã hỏi được gì về quan niệm hôn nhân tình yêu nè. À, chừng nào muốn đám cưới, chừng nào sinh con đẻ cái, sinh con trai con gái, lấy nhau về, ai là người quản lý tài chính, cái chuyện quan trọng trong cái chuyện hẹn hò có 30 phút hà ổng nói chuyện đi du lịch. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ đó, những câu nãy giờ chưa hỏi, bây giờ hỏi thử rồi nè, tôi gợi ý rồi đó. Tống đại ca hỏi đi. Quan niệm của em, theo em thì thế nào để mà tình yêu nó bền vững và nó lâu dài được? Em thường là nhìn vào gia đình em, vào cái sự hướng dẫn của bố mẹ nhiều, thì em thấy là cái việc mà tình yêu bền vững thì nó phải xuất phát, đối với em đầu tiên nó phải là cảm xúc trước, mình thích người đó trước đã. Thứ hai á, thì nó nghiêng về cái việc mà nhiều cái loại tình cảm khác nó hợp thành cái tình yêu bền vững, ví dụ như tình gia đình, có cái sự trách nhiệm về gia đình. Thêm nữa là hai người phải cùng chung những cái suy nghĩ, những cái mà vun đắp với gia đình nữa. Nãy giờ tôi ra ngoài tôi nhiều chuyện, nghe đồn hồi xưa có đi học nước ngoài hả? Không đâu chị. À đi học Pháp là em đó hả? Dạ. Nãy giờ tôi hỏi từ đầu đến cuối, ưu điểm khuyết điểm sao không khai? Có nói ngay lúc đầu. Bạn nào? Em cũng chia sẻ là em học đại học thương mại ở ngoài Hà Nội. Em có khoảng 4 năm đi du học bên Pháp. Trời ơi, làm tôi không có nghe gì hết trơn á trời á. Dạ. Rồi, thì quan điểm tình yêu của anh ta vậy đó, còn quan điểm tình yêu em sao? Anh thì anh nhìn nhận tình yêu là phải có thử thách, phải cùng chung mục tiêu, mục đích hướng đến. Cái thứ hai là không được ngại khó, ngại khổ. Nói chung là phải cầm tay nhau đi đến cuối con đường thì mới biết được ở phía cuối đấy nó là cái gì. Trong hôn nhân ai sẽ là người quản lý tài chính trong nhà? Dạ chắc vợ của ạ. Em nghĩ sao? Theo em cái việc quản lý tài chính thì em muốn xuất phát từ cái cá nhân của em. Em thì cũng không hẳn là giỏi về cái việc mà quản lý tài chính. Em chỉ có cái tính hơi tiết kiệm một chút, nên cái việc mà em giữ tiền thì ok. nhưng mà cái việc mà em để quản lý cái nào vô cái gì thì em chưa có biết nhiều. Thì cái đó mình tự nghĩ rằng là để cho cả hai cùng bàn bạc với nhau. Nên bây giờ cũng chẳng ai quản lý ai, mà tất cả đều nhìn chung là mình muốn gìn giữ, xây đắp, vun đắp cái lo tương lai cho cái mái ấm gia đình với con cái của mình sau này thôi. Đúng không ạ? Dạ. Bây giờ chị sẽ có mấy lá thăm ha. Đó, dạ. Bóc đi mỗi người lá, lựa chọn đi, đọc lớn lên coi. Chẳng cái này chương trình chứ không phải chị. Coi nó chương trình dành cho tụi em làm gì. Lá thôi, đừng có tham quá. Lựa đi. Rồi, đọc lớn lên cho chị coi. Gái đọc trước. Lần đầu tiên gặp bạn gái đúng như mẫu người trong mộng. Bạn trai hãy làm điều gì đó hoặc nói câu gì đó thật lãng mạn, ngôn tình để thu hút bạn gái. Nếu như mình gặp một cái người tình, một người bạn gái mà đúng trong cái mẫu người tình của mình, mời em qua thử. Muốn làm gì nói cho tôi, kêu cô hỗ trợ cho. Thấy em rất là cá tính, mạnh mẽ. Anh muốn hát tặng em một khúc thôi, nho nhỏ thôi. Em đứng lên đi cho nó đẹp. Đẹp khung hình. Với mình soi đứng cho coi nó có xứng đôi không. Đó, rồi. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai. Một nửa trong anh cứ nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh biết thế nào đây, anh sống thế nào đây? Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh biết thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hay quá. Hay quá, giọng hát này ta nói đã đẹp trai, lãng mạn, giỏi vắn rồi mà còn hát hay nữa, cô gái nào mà chịu nổi. Nãy giờ mới ví dụ thôi cưng, về đi, về dạ. Ví đi, chưa phải bạn gái mình đâu. Về đây. Rồi, đọc cái yêu cầu của mình đi coi như thế nào. Bạn gái hãy biểu hiện các nét biểu cảm khuôn mặt, thứ nhất là đang yêu. Đang yêu cơ nè. Đó, đang yêu là từ đó. Đang yêu là vậy đó hả? Tươi hơn xíu được không? Long lanh trong ánh mắt là nhìn đối phương được không? Đó. Thứ hai là
đang giận. Đang giận cơ nè. Có khả năng diễn xuất nha, đúng không? Thứ ba, thả tim. Thả tim, thả tim. Dễ thương. Ê, diễn cái nét giận có khả năng làm diễn viên lắm nha. Chứ không phải đang cười mà xuống giận là làm được, vậy là hay rồi đó. Hết chưa? Thật ra thì chương trình cho các bạn chơi vài cái trò chơi với nhau cho vui, để cho mình thoải mái hơn thôi. Đi đến vấn đề quan trọng, bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào nhau đi. Chỉ tưởng cho mỗi bạn 30 giây. Mình hãy nói những điều gì mình muốn nói nhất ngay lúc này. Thời gian thì nó không có nhiều. Chương trình chỉ cho mình cái cơ hội thôi. Cái cảm xúc của mình như thế nào, hoặc mình suy nghĩ như thế nào về cái buổi hẹn hò này. Ai đang suy nghĩ cái gì trong đầu trong lúc này thì mình cứ chia sẻ điều đó với đối phương, với chương trình. Mời hai em, bạn trước đi. Dạ. Tổng đại ca. Em cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn chương trình. Cơ hội đây thì anh rất là hân hạnh được biết em, cái chia sẻ thẳng thắn của em, tính cách và một cái anh nghĩ là rất là phù hợp với những cái gì mà anh nghĩ là hợp cho mình đã. Cảm ơn em vì hôm nay đến đây. Anh cũng muốn có một cái chút cơ hội mình có dịp mà tìm hiểu nhau kỹ hơn. Về phía em thì em cũng muốn nói là cảm ơn đến chương trình, đến chị Cát Tường cùng với anh đã có mặt ở đây để cho em có một cái cuộc hẹn hạn trưa mà em thấy là cũng rất là thú vị. Em cũng đến với chương trình là cũng muốn tìm một cái người bạn có thể có quá trình tìm hiểu lâu dài. Hơn nữa là tất nhiên là em thì tại vì gia đình cũng dục lấy chồng dữ lắm rồi, nên là em cũng rất muốn là có thể là tiến xa hơn để tiến tới hôn nhân. Em là người cũng thiên về cảm xúc nội tâm nhiều. Trong những quá trình sau này thì mình phải tìm hiểu về cái tính cách nhiều hơn. Em cũng có những cái khả năng khác nữa. Em có làm MC dẫn tiệc ở ngoài với em có biết hát nữa. Em thấy hôm nãy tôi nói cái vụ diễn xuất mà có cái gì dính tới nghệ thuật nè. Bây giờ hát tặng mọi người một bài ha. Mình tự giới thiệu về bản thân mình, hát tặng cho chương trình một bài, cũng như là tặng cho Tống đại ca của tôi. Tống đại ca của tôi. Rồi, xin mời em. Em sẽ thể hiện một bài hát mang tên là Có Nhau Trọn Đời. Rồi. Chiều hôm qua trời vương nắng, lá thu bay bay, con phố dài ngập đầy bao sắc hoa vàng rơi. Nhìn lần mây bay gió lay, dòng nước lặng trôi đến nơi xa xôi. Nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về ai. Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay dòng trời, quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau. Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu, chờ nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa. Em sẽ yêu anh như mãi thôi, nhớ đến anh như đêm nhớ ngày, những vui buồn ngày mình quen nhau anh ơi nhớ chăng. Em sẽ yêu anh như mãi thôi, mơ đến anh thức suốt bao đêm. Em biết rằng ngày mai sẽ đến và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời. Và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời. Hay quá, quá hay. Hai bạn tôi thấy cũng hợp tác với nhau được đấy, rất là nhiều mảng đó, về ngoại ngữ nè, về chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc, trong cuộc sống nè, về âm nhạc nè, thế còn trong chuyện hôn nhân, chuyện tình yêu hay là những suy nghĩ, những cảm xúc về tình yêu thì như thế nào, cái đó chỉ có hai bạn mới cho nhau được câu trả lời. Bây giờ thì đến lúc quan trọng nhất rồi, chương trình chỉ cho mình cơ hội thôi, còn có nắm bắt cơ hội hay không là quyền của các bạn, bởi vì cảm xúc là cảm xúc của các bạn. Bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm nhé. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu chúng ta muốn tiếp tục hẹn hò và tìm hiểu cái đối tượng này, bấm thật mạnh để dành cái cơ hội cho mình và đối phương. Nếu cảm thấy là hôm nay chương trình giới thiệu cho mình một người nó không hợp gu, không phải là cái người mình mong muốn, các bạn có quyền lấy tay ra khỏi nút bấm, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại ạ. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường hãy đưa ra quyết định. 1, 2, 3. Hết thời gian.
cảm ơn em vì hôm nay đến đây. Anh cũng muốn có một cái chút cơ hội mình có dịp mà tìm hiểu nhau kỹ hơn. Tại sao em không mong? Dạ, thực sự thì em cũng chưa có đủ cảm xúc. Chưa có đủ cảm xúc. Dạ vâng, bạn hát rất hay. Tính cách và những cái quan điểm sống rất phù hợp. Nhưng mà câu chuyện cảm xúc nó khó nói. Thì giống như chị nói lúc nãy, mọi thứ đã hợp hết rồi đó. Còn cái chuyện cảm xúc về tình yêu thì chỉ có các bạn mới biết được thôi. Dạ, chị cũng người ngoài và chị cũng không thể nào tác động được cái điều đó. Chị cho vẫn lân trân trọng, đó là cái quyết định của những người tham gia chương trình. Em gái có buồn không? Cũng một chút hơi buồn. Nhưng mà em nghĩ chắc là anh ấy là cái người mà cảm xúc quá sâu. Em thì hơi lý trí nhiều hơn. Mình mà thấy ổn thì mình cho cơ hội thôi, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Chị thì là chị hơi nghiêng về phía bạn này một xíu, bởi vì chị cũng sống bằng cảm xúc. Dạ. Chị thì sau cảm xúc mới tới lý trí. Có nghĩa là cái cảm xúc đầu tiên là một cảm xúc rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta không cảm được nhau thì đành phải chịu.